lên cái lên chụp ảnh lên cho lên video nhìn nó đẹp hơn nhiều so với mình xem trực tiếp này. Màu nó rõ ràng hơn đúng không? Vào nó sắc nét hơn nó. Thế là còn sơn cả lớp bóng gì nữa cả anh? Ờ, bóng bảo vệ bên ngoài. Vâng. Thấy sơn vào ngoài bảo vệ nó còn tranh còn sâu hơn nhiều. Vâng. 3D hơn nhiều. Đấy, xong rồi là em đăng lên xong rồi là anh gửi cho vợ con ở nhà xem, mở ra xem là bố đang làm ở đây. Ok, nào đăng bảo anh. Vâng. Mấy cái em đăng lên trước rồi đấy. Lê Thị Thu Trang. Vâng, Lê Thị Thu Trang. Tiếc thật anh phải lên có một cái kênh YouTube mà đây làm lâu dài mà quảng bá. Thì chúng nó làm bán được sản phẩm nhiều là chính vì cái quảng bá đấy. Cả như mà kênh em là lớn thật sự thì ấy thì có mà thao. Nhưng mà để được như kênh YouTube của em với một người làm bình thường như ví dụ như anh hoặc anh Bình hay là em làm ấy hoặc là anh ấy làm thì nó cũng tùy thật, nhưng mà em làm phải để được 10.000 lượt sub này, 10.000 đăng ký này rơi vào tầm khoảng độ phải vài năm. Cũng khó đấy. Vâng. Thế nhưng nếu như mà anh vé mà giờ đẹp như thế này thì là tự nhiên nó nhiều người biết đến thì nó lại nhiều người đăng ký rất là nhanh. Thậm chí có thể là vài tháng có thể được hàng trăm lượt, hàng nghìn. Nhưng mà lúc bắt đầu thì phải có cái gì thì người ta... Đúng rồi, một lúc bắt đầu thì kênh của anh là kênh mới thì người ta chưa biết anh là người như nào cả. Chưa có ai, nó vẫn chưa thể có gì hình, chưa có cái gì so với cả cái YouTube một mình kính như là hạt cát trên sa mạc thôi. Thế thì phải làm nào cho người ta biết? Đấy, thế thì là video của anh hay, sao anh chia sẻ lên các trang Facebook rồi là TikTok cái gì đấy người ta biết đến. Đấy, thì cái khi anh kia lớn dần nhiều người biết đến thì nó sẽ thành lớn. Ai mà chẳng thế. Kiểu như là bài hát thì chứ nó không phải đăng lên các cái trang nọ trang kia thì mới có nhiều người biết đến, chứ còn muốn nổi tiếng thì phải có xô chậu các thứ, các cái bên nhãn hàng, bên các công ty hay cái gì nó chia sẻ rộng ra chứ thì mới có, chứ không thì lấy đâu ra. Còn nếu mà có tài năng thì phát triển rất là nhanh hơn những người làm bình thường. Đấy. Bình thường em sẽ quay video thì thường em sẽ nói là hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ quay video về nấu một món ăn mà các bạn theo dõi video và nhớ ủng hộ kênh cho mình nha. Đấy, thì thường em sẽ nói như thế. Có đồ vẽ về tranh ảnh những cái này thì em không biết. Một người nào chuyên về cái mảng này thì mới nói mới dễ hiểu được, mới người nghe mới biết. Ở như những cái ngõ hoặc là xóm cái nhà nào ấy thì thường những cái người mà họ có điều kiện thì thường là vẽ rất đẹp như bờ tường. Hai nữa là những cái nơi mà trường trung học phổ thông hoặc là tiểu học hay là mẫu giáo ấy thì những cái tường ở xung quanh ấy đấy là sẽ có hai những người vẽ hay vẽ kiểu đấy. Nghỉ nghỉ chưa anh? Rồi, nghỉ.
nghỉ rồi anh.